Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất Hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ST Sơn Thạch có phản ứng cực gắt trước nghi vấn clip nóng của Ninh Dương Lan Ngọc Ca sĩ lên tiếng bảo vệ Ninh Dương Lan Ngọc trước lầm sầm lần này Chiều ngày 2 tháng 3, công chúng không khỏi xôn xao trước thông tin Ninh Dương Lan Ngọc lộ clip nóng trên một trang web chuyên video con heo. Ngay sau đó, đích thân Ninh Dương Lan Ngọc đã tự mình đăng tải bài viết thông qua trang cá nhân để giải thích cũng như đến chính về thông tin trên. Theo Ninh Dương Lan Ngọc, cô gái trong đoạn clip nóng trên hoàn toàn không phải là cô, đồng thời khẳng định rằng vụ việc là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của tôi. Mới đây, ty Sơn Thạch đã đăng tải dòng trạng thái lên tiếng bảo vệ Ninh Dương Lan Ngọc trước vụ lùm xùm này. Cụ thể trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết Em mạnh mẽ lắm, anh luôn bên cạnh em, để xếp đồ ăn qua cho đỡ buồn nhé. Ngoài ra, ST còn khẳng định rằng những thông tin không đúng về Ngọc hay những bình luận ảnh chế cật nhã, ST sẽ xóa thẳng tay remove Facebook luôn nhé. Loạt bình luận kém duyên dưới chia sẻ của Trấn Thành bày tỏ thương Lan Ngọc gây bức xúc sau khi lan ngọc lên tiếng về tin đồn lộ clip nóng mc trấn thành đã để lại bình luận động viên dưới bài đăng sáng hôm nay cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ hình ảnh được chụp từ clip nóng và cho rằng người xuất hiện trong đoạn clip là diễn viên ninh dương lan ngọc ngay sau đó ít phút nữ diễn viên đã chính thức có chia sẻ trên trang cá nhân nữ diễn viên đã gửi lời xin lỗi đối với các đơn vị nhãn hàng đối tác người thân gia đình bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng vừa qua đồng thời khẳng định người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng xã hội không phải là mình. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của tôi, Ninh Dương Lan Ngọc viết. Sau đó, dưới phần bình luận rất đông những người quan tâm đến vụ việc đã để lại bình luận động viên nữ diễn viên, đặc biệt trong đó có Trấn Thành. Theo đó, Trấn Thành đã bình luận võng vẹn chữ thương dưới bài đăng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hàng loạt người dùng kém duyên đã bình luận tiếp nói rằng Anh xem chưa anh xịn? Anh coi clip chưa? Chắc anh thành xem rồi đúng không? Loạt bình luận kém duyên ngay lập tức bị phản bác Vô duyên mất dạy mà nghĩ mình hài hước à? Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành từng kết hợp trong bộ phim Cua Lại Vợ Bầu Sau đó cả hai còn tham gia Rune In men phiên bản Việt Nam nơi mối quan hệ thân thiết của cả hai cũng dễ hiểu Thậm chí cả hai còn có màn hôn nhau trước mặt Harry Won khiến bà xã Trấn Thành nổi ghen dù không ít lần bị hiểu lầm là có tình ý với Trấn Thành, nhưng thực chất cả hai chỉ là anh em thân thiết trong showbiz. Mối quan hệ thân thiết của mẹ cám và Harry Won là chứng minh rõ nhất cho điều này.